Lần gần nhất bạn được ăn cá đồng là khi nào nè? Hôm nay mời cả nhà cùng vào bếp với Lộc chế biến món ngon từ cá rô đồng nha. Mùa hè này, mấy đứa cháu của mình được về quê chơi, Lộc dẫn chúng đi bắt một ít cá trên đồng. Cá đồng là món ngon nhanh nhất là đem đi chiên giòn. Cá rô đồng chiên giòn ăn cùng với lại mắm chua ngọt là tuyệt vời luôn. Thôi chú Lộc đang chiên cá rồi. Hai đứa đi thả đi. Ruộng vừa rặt xong trở thành sân chơi khổng lồ, mấy đứa trẻ tha hồ mà thả diều. Ngày xưa thời của Lộc làm gì có diều đẹp đẽ như vậy mà thả, phải còng lưng vót tre, dán giấy báo, lấy nhựa cây hoặc cơm nguội mà làm hồ, thì xem diều của ai bay cao nhất, đẹp nhất. Trò chơi tuy là đơn giản nhưng vui, đứa nào cũng háo hức chờ mùa hè lọc gió. Hồi niệm một hồi thì cá cũng đã chín rồi nè, những con cá đồng tươi ngon nhất là vào mùa hè. Giờ mấy bà cháu mình ăn cơm luôn đây, mời cả nhà nha. Đó, người quê á hả, cứ ra đồng bắt cá về ăn vậy thôi.